Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Nhân chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 10, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 7 tháng 10 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée, Paris. Hai lãnh đạo tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Pháp trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Hai bên ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ, đề cập làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị trước những thách thức quốc tế, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, tăng cường quan hệ đối tác kinh tế nhằm phát triển trao đổi thương mại và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác vì phát triển bền vững và tự cường, và tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân. Về kinh tế thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các khoản vay ưu đãi, vay ODA cho Việt Nam, khuyến khích các cơ quan doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA. Hai bên tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư của hai bên tại mỗi nước nhằm hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và có thể dự đoán được. Việt Nam mong muốn Pháp sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU-EVIPA. Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với các công ty Pháp trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị và đường sắt, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng, hydrogen phi carbon, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, logistics và cơ sở hạ tầng cảng biển, hàng không dân dụng và cáp ngầm dưới biển. Phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nói đã chỉ đạo các ngân hàng rà soát tài chính, chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức lễ chuyển giao hai ngân hàng không đồng. Theo bà Nguyễn Thị Hồng, các tổ chức tín dụng đã được chỉ đạo rà soát tình hình tài chính và chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức lễ chuyển giao hai ngân hàng không đồng là Ngân hàng Xây dựng CB Bank và Ocean Bank. Với hai nhà băng còn lại là GB Bank và Đông Á Bank, Ngân hàng Nhà nước cũng đang chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện nhanh để báo cáo Thủ tướng. Trước đó, tại báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, Chính phủ cho biết đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý ba ngân hàng không đồng, CB Bank, Ocean Bank và GB Bank, và ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt là Đông Á Bank. Các biện pháp được chính phủ đưa ra gồm tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia cơ cấu lại ngân hàng, đồng thời sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, tiết giảm chi phí, triển khai các hoạt động kinh doanh an toàn. Trong đó, hai ngân hàng không đồng là CB Bank và Ocean Bank đã có phương án xử lý. Gần đây, lãnh đạo CB Bank từng nhiều lần chia sẻ đang hoàn tất các thủ tục để sẵn sàng nhận chuyển giao bắt buộc về Vietcombank. MB Bank cũng đang hỗ trợ Ocean Bank và thông báo đã hoàn tất thủ tục nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém, kỳ vọng hoàn thành trong năm nay hoặc 2025 sau khi chính phủ phê duyệt. Ngoài 4 nhà băng trên, vào cuối tháng 10 năm 2022, có thêm SCB cũng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Sau một tuần đi ngang, giá vàng miếng SJC sáng nay tăng thêm 1 triệu đồng, lên vùng 85 triệu đồng. Động thái điều chỉnh này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước sáng 8 tháng 10 thay đổi giá bán can thiệp. Hôm nay 8 tháng 10, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá thu mua tăng thêm 1 triệu đồng, lên 83 triệu đồng một lượng, còn giá bán ra là 85 triệu đồng một lượng. Các doanh nghiệp như Doji, PNG cũng điều chỉnh mức tương tự. Trong khi đó, nhẫn trơn được các thương hiệu như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá dao động từ 82 đến 82,75 triệu đồng một lượng, chiều bán ra từ 83 đến 83,6 triệu đồng một lượng. Nếu tính từ đầu năm đến nay, vàng miếng ghi nhận hiệu suất sinh lời gần 15%, kém hơn so với mức tăng 30% của vàng nhẫn sau chính sách định giá can thiệp vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước. Hiện giao dịch vàng miếng SJC bị hạn chế so với trước đây, khi 5 đơn vị được ủy thác bán ra với số lượng giới hạn và yêu cầu đăng ký trực tuyến. Các thương hiệu được kinh doanh vàng miếng còn lại cũng gần như ngừng bán vàng miếng ra thị trường từ sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp định giá vàng miếng. Đại học Bách khoa Hà Nội gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên sau vụ sinh viên ăn cơm thừa. Mới đây, bản tin của VTV1 Đài truyền hình Việt Nam gây chú ý khi một số sinh viên Bách khoa Hà Nội tố phải ăn cơm canh thừa với nhiều dị vật bất thường trong thời gian học tập trung môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Sinh viên cho biết hàng ngày ăn ở căng tin tầng 2 tòa A15
thuộc khuôn viên trường do nhà cung cấp suất ăn phụ trách. Những sinh viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ ăn uống được giao thu gom cơm thừa ở từng bàn, trộn đều. Sau đó nhân viên nhà bếp đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung, rồi chia cho các nhóm sinh viên đến ăn sau. Ngoài cơm, những bát canh ăn dang dở cũng được gom lại, đổ vào nồi, tiếp tục được múc thành các phần ăn mới. Sau bản tin này, ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn, nghỉ tập trung của sinh viên tại khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đồng thời triệu tập cuộc họp các bên liên quan để làm rõ thông tin. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số thông tin báo chí đưa là đúng sự thật. Mặc dù đơn vị cung cấp suất ăn có giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục, như chưa nhận được phản ánh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm, cũng như chưa có ca ngộ độc thức ăn nào được ghi nhận qua Trung tâm Y tế Bách khoa, nhân viên mới không nắm được quy định. Ngay sau khi nắm được tình hình, ban lãnh đạo đại học đã chỉ đạo để xử lý công khai các tập thể cá nhân liên quan, đảm bảo quyền lợi của người học, đồng thời dừng ngay hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học Giáo dục Quốc phòng An ninh, chuyển đơn vị khác để cung cấp suất ăn đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau sự việc, Đại học Bách khoa Hà Nội gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên. Nhà trường mong muốn luôn nhận được các ý kiến đóng góp của xã hội, người học để các hoạt động của nhà trường ngày một tốt hơn. Hãng thông tấn Iran cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản để đối phó với khả năng Israel tấn công trả đũa. Nguồn tin cho hay lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản để đáp trả trong trường hợp Israel tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ nước này để phản ứng với vụ tấn công tên lửa của Tehran. Do Israel có diện tích nhỏ hơn nhiều so với Iran và có những cơ sở hạ tầng nhạy cảm, đòn đáp trả từ Tehran có thể gây ra rắc rối chưa từng có cho Tel Aviv. Bên cạnh đó, bất cứ quốc gia nào hỗ trợ Israel tấn công sẽ vượt lằn ranh đỏ có Iran và phải hứng chịu thiệt hại. Lời cảnh báo này dường như nhắm vào Mỹ, quốc gia đang thảo luận với Israel về biện pháp tấn công trả đũa Iran. Theo giới phân tích quốc tế, Israel có thể nhắm vào cơ sở hạt nhân, dầu khí, mục tiêu quân sự hoặc thậm chí giới lãnh đạo Iran trong đòn đáp trả. Các mục tiêu này đều rất nhạy cảm với Iran và có thể châm ngòi cho đòn trả đũa quy mô lớn, đẩy xung đột Trung Đông thành chiến tranh tổng lực. Kênh truyền hình Khan 11 của Israel hôm 6 tháng 10 đưa tin Washington đã đề xuất cung cấp cho Tel Aviv một gói hỗ trợ để quân đội Israel không tấn công các địa điểm hạt nhân hay cơ sở dầu mỏ Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Iran ngày 1 tháng 10 phóng gần 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel để trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và tướng Abbas Niforosan, chỉ huy thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Đây là lần thứ hai Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel trong vòng 6 tháng, sau đợt tập kích bằng 300 tên lửa và máy bay không người lái vào hồi tháng 4. Tel Aviv tuyên bố sẽ trả đũa chiến dịch tấn công tên lửa của Tehran vào thời gian và địa điểm mà họ lựa chọn. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẽ phát triển khoa học và công nghiệp quốc phòng để tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân vô hạn nhằm duy trì thế cân bằng lực lượng trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại Đại học Quốc phòng Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh tính hợp lý trong việc xây dựng năng lực tự vệ của Bình Nhưỡng. Theo ông Kim Jong-un, đất nước cần có sức mạnh vật chất để luôn răn đe kẻ thù và kiểm soát tình hình. Trong khi đó, trong thông điệp chúc mừng sinh nhật lần thứ 72 gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo sẽ góp phần củng cố thêm quan hệ giữa hai nước. Ông Kim Jong-un khẳng định quan hệ Triều Tiên-Nga đã phát triển thành quan hệ đồng minh bất khả chiến bại và quan hệ chiến lược vĩnh cửu sau chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Bình Nhưỡng vào tháng 6 vừa qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm điều khoản phòng thủ chung.